Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 7 năm 2022 Minh Phát cảm ơn các bạn Và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế Giá vàng thế giới bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trái chiều Giá vàng thế giới gần đây rằng co ở trên mốc 1.800 đô la Mỹ một ao ở trong nước, Giá vàng ít biến động nhưng hầu hết các cơ sở kinh doanh vẫn luôn giữ ở mức giá cao, đặc biệt là vàng miếng SEC. Dù những ngày vừa qua, biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SEC đã được thu hẹp đáng kể, còn khoảng 600 000 đồng một lượng. Mục đích để kích thích giao dịch, thế nhưng lượng giao dịch trên thị trường không thoát khỏi cảnh ám đạm. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết chiều mua vào ở mức 68.100.000 đồng một lượng và ở chiều bán ra là 68.700.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết tại mức 68.100.000 đồng một lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán ra 68.720.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 600.000 đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji Niết biết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 68.150.000 đồng một lượng, ở chiều bán 68.750.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện mức giá đang giao dịch thấp hơn một chút so với tại thành phố Hồ Chí Minh là 68.100.000 đồng một lượng và 68.700.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán cũng đứng ở mức 600.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNJ Niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, mua vào ở mức 68 triệu 200 000 đồng một lượng, bán ra 68 triệu 800 000 đồng một lượng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn một chút với mức giá mua vào là 68 triệu 100 000 đồng một lượng, bán ra 68 triệu 700 000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán cũng xoay quanh 600 000 đồng một lượng. Tại Phú Quý SEC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.200.000 đồng một lượng, chiều bán 68.750.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 68.210.000 đồng một lượng, chiều bán 68.730.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SEC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.250.000 đồng một lượng, ở chiều bán 68.700.000 đồng một lượng tại ngân hàng Exim ở chiều mua giao dịch tại mức 68 triệu đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 600 nghìn đồng một lượng. So với giá vàng miếng SEC thì giá vàng nhẫn bố số 9 có mức giảm mạnh hơn trong những phiên gần đây. Cụ thể, ở chiều mua hiện đang có mức giá giao dịch từ 20.503.000 đồng một lượng đến 53.050.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22.503.000 đồng một lượng đến 54 triệu đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, giá vàng thế giới vào thời điểm sáng nay hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1808,27 đô la Mỹ một ao. Đồng Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 19.900 đô la Mỹ. Chỉ số đồng đô la Mỹ đứng tại mức 105,142 điểm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 2,921% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 110,5 đô la Mỹ một thùng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã giao động trong khoảng từ dưới 1.900 đô la đến hơn 1.800 đô la Mỹ một ao trong vòng 2 tháng trở lại đây. Giá kim loại quý này đã và đang chịu áp lực giảm từ các chính sách tiền tệ thắt chặt và sự tăng giá của đồng đô la Mỹ. Nhưng mặt khác cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa lạm phát và rủi ro suy thoái kinh tế. Vậy thì, cơ hội nào để vàng có thể bứt phá? Như các bạn thấy, lạm phát leo thang, nỗi lo suy thoái kinh tế và việc phép thắt chặt chính sách tiền tệ đã khiến cho thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh từ đầu năm đến nay. Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ mới hoàn tất nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ thập niên 1970. Giá tiền ảo lớn nhất thế giới Bitcoin cũng có quý giảm mạnh nhất hơn một thập kỷ với mức giảm khoảng 60%. Tuy nhiên, giá vàng đã trụ vững tương đối tốt chỉ giảm khoảng 1% trong 6 tháng đầu năm. Giới chuyên gia và các nhà đầu tư hiện đang nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép sẽ nghiêng về cứng rắn trong chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Tuần vừa rồi, Chủ tịch Phép ông Powell thừa nhận rằng sẽ là một sai lầm thực sự nếu như không đưa được lạm phát về tầm kiểm soát. Giới phân tích tin rằng dù giảm giá trong thời gian vừa qua vàng đã làm tốt trong vai trò kênh đầu tư lưu trữ giá trị. Nhiều chuyên gia dự báo, cho dù Fed có thắt chặt mạnh tay đi chăng nữa, giá vàng vẫn nhiều khả năng duy trì mốc 1.800 đô la. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng giá vàng sẽ khó bứt phá, chừng nào chưa có thêm các số liệu thống kê cho thấy lạm phát ở Mỹ đã đạt đỉnh và tăng trưởng giảm tốc. Một khi lạm phát qua đỉnh và nền kinh tế tăng chậm lại, Khách mới có thể giãn bớt tiến độ tăng lãi suất, từ đó mở đường cho sự đi lên của giá vàng. Nhà phân tích cấp cao, ông Edward Moza của Oda nhận định, Chúng ta thực sự cần dữ liệu cho thấy lạm phát đã thực sự đỉnh. Thị trường vàng đang ở trong một giai đoạn rằng co vì câu hỏi này không thể được trả lời bằng chỉ một dữ liệu. Cần phải có một số báo cáo nữa và cả tình hình lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ. Tuần trước, nhà đầu tư trên thị trường vàng đã thể hiện rõ quan điểm thận trọng khi Chủ tịch Fed ông Powell nói rằng Fed sẵn sàng đi xa, thậm chí chấp nhận nguy cơ suy thoái kinh tế để lập lại sự ổn định của giá cả. Hôm ngày 7 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Australia cho biết quốc gia này sẽ cấm nhập khẩu vàng của Nga. Đây là một bước đi nhằm ngăn chặn nguồn thu tài trợ cho cuộc chiến với Ukraine của Nga. Vàng là mặt hàng xuất khẩu mang về nguồn thu lớn thứ hai cho Nga chỉ sau năng lượng. Trước đó, một số quốc gia thuộc nhóm G7 gồm Anh, Canada, Mỹ, Nhật Bản công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng từ quốc gia này. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định quyết định này không có tác động mấy tới thị trường vàng thế giới. Giới phân tích nhận định, trong môi trường như hiện nay, giá vàng khó tăng trong một vài tuần tới. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng có khả năng sẽ sụt về ngưỡng hỗ trợ 1780 đô la, trường hợp áp lực bán tháo xảy ra. Nếu mốc này bị thủng, giá vàng có thể trượt sâu về vùng 1.750 đô la Mỹ và đó là điểm mà giá vàng sẽ quay đầu tăng trở lại. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khắp lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.